Vâng, Đỗ Sinh xin chào quý vị và các bạn. Cuốn video số 5, chúng ta tiếp tục đến với anh Nguyễn Huynh Bonsai, địa chỉ thị trấn Văn Giang, Hưng Yên. Đây là một cây dưới. Vâng, xin giới thiệu với các bác là và anh em là đây là một tác phẩm nghệ thuật. Cây dưới này thì nó là hàng khai thác. Vâng. Cây dễ của hàng khai thác. Nha. Nhưng mà trong thời gian 5 tháng thì nói chung là làm cây nó chạy chậm hơn đồng hồ chứ không phải nhanh như đồng hồ chạy chậm lắm. Vâng. Cho nên là các bạn cứ phải là bình tĩnh, từ từ đã chứ đừng vội vã, bởi vì cái vội vã là không làm đâu. Cứ bình tĩnh đi đâu mà vội. Từ từ cho khoai sẽ được. Vâng. Chứ đừng vội quá là khoai. Cứ từ từ khoai sẽ nhừ. Vâng. Đây là cái rễ của cây dưới anh ạ. Vâng, cây rễ đấy. Từ đây từ cái điểm từ cái chỗ này tách đôi đây. Đúng rồi. Xuống đây là hai cái rễ. Đúng rồi, chuẩn đấy. Hai cái rễ và lại viên đá lại được làm thành đục một cái nhà đây. Vâng, đúng rồi. Liền vào viên đá. Đúng rồi. Cho nên không bao giờ hỏng được nhà. Tựa sơn đấy, tựa sơn. Vâng. Mộc dưới tựa sơn đấy, mộc đẹp quá. Không dùng từ mùi dưới mà anh em ở trên mạng này dùng cái câu gì nhỉ? Thì cây dưới nó gọi là cây. Anh nghĩ em nó là cây gì? Tôi quên mất rồi. Tôi cũng quên. Thôi anh em cho mình cứ mộc mạc thôi mà. Dạ. Chứ thôi nó cứ chửi nhau được cái đẹp là được. Nếu đặt tên thì do anh em đặt thì theo nào đặt thôi, chứ còn anh em mình cũng chưa chắc nó bằng người ta được. Đúng không? Hồi tất nhiên là không gọi là cái dưới đó. Thì có đấy, có tên nữa đấy. Ngoài dưới ra còn gọi tên nữa mà. Ở trong Sài Gòn người ta hay gọi là cái gì đó? Trong ấy người ta gọi là cây dúi. Đúng đấy, ở trong miền Tây gọi là cây dúi. Đây dúi là ngọng, nói ngọng. Hai cái dễ được, hai dễ là quá đẹp luôn. Đổi chiều và đấy. Áp vào viên đá đẹp đấy. Dạ. Lá bé tí. Dạ. Anh Huynh ngồi như vừa xong ôm một tay. Không cần. Tí nữa thì không cần. Tôi là chụp ảnh cho tôi vào. Tôi đang quay lá bé tí. Quay cái nét của nó. Tôi mấy anh em hôm vừa rồi hỏi thế, tại bác làm này điểm gì thì tôi cũng trả lời câu thôi, thì ở đây là nó có một cái cân tử đây anh ạ. Song kiều gọi là đây là song kiều rồi chứ không phải là đây song dễ đấy, chứ không song thân. Thế cái cành này lên đây là cho vào đây. Thế tới đây mà nó to dần ấy thì tôi sẽ làm một cành là che cho này. Anh ạ. Thì anh xem có hợp lý không? Quá đẹp mà. Đấy, theo ý tưởng của tôi. Nó buông xuống đầu của ông vâng, người, xem mắt của ông thầy đồ cái đang ngồi. Đúng rồi, thế là được không anh? Được. Ôi thế hả? Thế thì tôi để nhá. Tuyệt vời đấy, cây cây cứ để mà. Vâng, thế tôi để. Thế còn cái này, tôi đang ý tưởng này. Đây là mình cứ nuôi áp thôi, chứ không phải là chạy treo chiều này đâu. Mà nếu mà chạy thẳng này thì nó xấu, mà che này thì nó lại xẻ cái này mà cái cứ xấu. Để nó áp vào viên đá. Cứ để áp cho nó phẳng phất thế thôi. Đấy, phẳng phất này thôi. Không lên cao nữa. Đúng rồi. Cứ lên đâu thì cắt, lên đâu cắt. Rồi, cái gì đâu. Tôi dịt lại tí. Rồi. À. Thế còn là đẹp ấy. Cha mẹ sinh con trời thành tính ấy, chẳng hạn là cứ chen vào chân nữa. Được rồi. Cái đẹp nó. Vâng, và các bác có yêu thích tác phẩm dưới để chúng ta alo lên số điện thoại của anh Nguyễn Huynh. Vâng, cảm ơn anh em nha. Rồi anh bê đi. Vâng. Nhẹ nhàng không? Có bê nhẹ nhàng không? Đơn giản lên đúng không? Viên đá nó cũng nặng đấy chứ. Vâng, bê tốt. À được rồi, ok. Và đây là số điện thoại của anh Nguyễn Huynh, 0915 426 353 Văn Giang Hưng Yên. Vâng, bây giờ chúng ta lại trở lại với tác phẩm số 2. Đó là một cây linh san. Bác xin chào các bạn nhé. Tôi lại giới thiệu với các bạn một cây linh san song hình. Cây này bữa trước tôi làm nó chưa xong nhưng mà đến bây giờ nó đã mượt mà này, chắc là nó đẹp rồi. Hôm nay tôi dở thử cho anh em xem nhá. Vâng, anh bóc cái ni lông ra xem này. Vâng. Bóc ni lông ra để xem, để quay ai đi tùm này quay. Biết được trong nó có cái gì. Nhiều anh em hỏi là chứ sao, bác ra này cuốn áo mưa này. Thì thực ra thôi tôi nói thật là anh em là mình làm nghề thì mình phải cuốn áo mưa để cho dễ, còn nó bám ra ngoài.
khéo tay, trí tưởng tượng lại chuẩn nữa, rất là đẹp. Lấy được cái anh Nguyễn Huynh này làm chồng, cái cô nào đấy cũng mát mặt. Bây giờ mà có cô khác, cô họ ướm hỏi anh về làm chồng, anh có đồng ý không? Thực ra nói là thôi thì mình làm đàn ông, làm phái mày dâu, xã hội thì thực ra nó cũng có, không phải ai cũng đầy đủ cả. Vâng. Nếu mà người ta có thiếu thốn thì mình có điều kiện ấy, mình giúp người ta, gọi là có cái tâm. Vâng. Đấy, gọi là trách nhiệm của một xã hội thôi. Vậy là anh Huynh sẵn sàng giúp đỡ chị em. Gọi là lá lành đùm lá rách. Đấy đấy. Vâng. Mà lá rách nhiều thì đùm lá rách vừa vừa. Cô nào mà thích hoa nhiều thì về đây. Hoa đẹp về đây. Hoàn cảnh em nào chồng yếu hoặc chồng... Hôm nay vợ anh Huynh có nhà không? À, nhà tôi thì hôm nay phải đi giải quyết một số công việc nó xong. Thế là nào anh to mồm thế? Không phải đâu, tôi thì tiếng to rồi, nhưng mà có cái là có vợ tôi, nhà tôi cứ kém một tí thôi. Nhưng mà ai mà có muốn nói chuyện thì qua số điện thoại, kết bạn vào trong thì rồi. À, xin chào nhá. Xin chào. Vâng, xin chào anh. Vâng, xin chào anh. Mời anh. Vâng, xin chào anh Tiến Trà. Anh Tiến Trà kéo cái áo thương cái. Chào anh. Chào anh, nó ở rốn. Thể hiện là em vẫn còn rất là trẻ. Vâng, rồi, ok. Nghệ nhân, đúng nghệ nhân. Các anh đến giao lưu với vườn anh Nguyễn Huynh. Bắt tay Huynh nào. Rồi, xin chào cảm ơn hai em đến thăm anh uống nước nha. Vâng, cảm ơn hai. Hôm nay sẽ mua đến nhà Vũ Tiến này để vâng. Mua hết vườn cây cho anh. Ôi rồi, anh cũng đang có nhu cầu là anh bán một ít. Này. Xong rồi chứ. Ôi tháo xong dễ nó đầy trong mà. Vâng, xin phép các bạn là nói chung là cây này là đấy tôi nói rồi. Ngày trước là mà ốp vào thôi. Thế nhưng mà mình đây, dễ của nó này. À, chẳng chịt này. À, đấy. Đấy, chẳng chịt à. Đây trong này có cả sơ dừa nha, không phải chứ con đâu. Rồi. Đấy. Mỡ màng này là biết rồi. Mỡ màng là cây khỏe lắm rồi. Còn cái là theo tôi thì mình cứ ủ một tí nữa. Đây, khoảng tầm đến tháng 3 thưa anh ạ. Tháng 3 tư cây nó khỏe thêm. Hôm nay mình tháo ra mình thăm xem. Vâng. Nhưng mà cây này có giao lưu thì hay là chưa? Cái này thì anh cũng nhiều anh em hỏi lắm rồi, nhưng mà tôi muốn là cho nó xong hoàn thiện đi. Bởi vì cái dễ này nó chưa ổn lắm đâu, nó được tháng 3 tháng 4 là tháng 5 cơ. Vâng, thôi quay để cho anh em biết rồi nhá. Vâng. Rồi, anh chuyển đi. Thích giao lưu thì thôi thì cũng phải chiều. Anh gọi là đấy. Phải mến khách. Vâng, thì anh chuyển cái khác đi. Đấy. Mình mở đây để cho anh em xem thưởng thức luôn mà. Rồi. Cho okay. Mặt đi, cho mặt cho kia đi. Đấy, và bác cứ quay cho anh cứ quay cho thân thiết cho mềm mại cho nhẹ nhàng đi, cho anh em xem thật kỹ càng. Rồi, ok. Nha. Đấy. Vâng, chúng ta chuyển tiếp đến một cây phi lao được đặt trên một cái viên đá thấm thủy rất đẹp nhé. Viên đá đã được mài rũa theo các cái mạch ngang, nó như là các cái ngấn nước của thủy cường hàng năm vỗ sóng mà để nó tạo thành cái ngấn đẹp như này. Ôi, xin chào các bạn nhé, giới thiệu với các bạn một tác phẩm nói chung là đây là cái phi lao đấy. Các bạn xem kỹ đi. Đấy, xem nó có đường nét ra gì để góp ý cho tôi để chỉnh sửa cho nó đẹp thêm. Vâng, cây phi lao tuổi cao lắm, rất là già rồi. Cây này nó có đặc điểm là ở đây tôi trồng là dễ khoan lỗ trong nó ăn dễ hơn đây hết rồi. Đấy, ăn dễ hơn đây hết rồi. Chứ việc chơi đâu, nhà nhàng thì không ấy, thì thả nước thôi. Và cái khay nước này cứ đổ cái đầy nước này được rồi. Mình có thể đi vắng tuần lễ là được. Thiếu nước thì đổ thêm cho bia và... Đấy, mà cái bèo này nó già nó chết đi, nó tạo thành phân hữu cơ. Nên là cây càng tốt. Rồi, anh quay hết một vòng cái. Được cái tiểu cảnh đẹp đấy. Vâng, thì anh cứ khen như là hòn non nước ấy. Vâng, đúng rồi. Ở cái động dưới này này. Vị trí mà ông Giáp Văn Khương ông ấy nhảy lên. Non nước. Được. Có báo giá không anh?
đang anh em ủi rủi rủi anh em hỏi lắm, nhưng mà thôi anh em cứ xem nào, cứ nói chung cây này là khỏe rồi đấy, thì anh em cứ alo qua số điện thoại đấy nhá. Vâng. Đấy. Rồi ok. Một người bê nhẹ nhàng chứ hay hay. Cái này là một, không phải gần quốc đấy, cũng một người bê cũng phải gần quốc đấy, bởi vì nó là thuộc dạng cây nghệ thuật. Nên là cố gắng là làm sao cân chỉnh cho nó chắc chắn khỏe mạnh, chứ cần phải nhẹ nhàng thì nó phải một tay nữa. Rồi, nhẹ nhàng anh chuyển đi nhá. Chuyển đi để lấy cây khác. Bây giờ nó không phải là hàng xét tay mà hàng bê. Bê tay. Hôm nay đây đây. Vâng, và về đây chúng ta lại đến với một cây du mà qua cái bàn tay của Nguyễn Huynh. Vâng, xin chào các bạn nhá. Giới thiệu các bạn là đây là một tác phẩm nghệ thuật. Ém vào cái viên đá rất hay. Hôm vừa rồi tôi cũng có một cái gợi ý lên tác phẩm này là bốn chữ. Định xăm vào đây là bốn chữ này. Chữ gì anh? À, có nghĩa là tôi nhờ một người người ta giúp tôi và văn chương chữ nghĩa, người ta viết thế này anh xem được không? Là mộc du cuốn thạch. Mộc du cuốn thạch. Đấy. Mộc là cây, cây là cây du. Cuốn là nó cuốn đây là chưa phải là thạch. Cuốn thạch đây không phải cuốn thạch đây gọi là tựa sơn, mộc du tựa sơn cũng được đấy, chứ cuốn thạch nó phải cuốn vào quanh hòn núi, đây nó dựa nó áp lưng vào thôi. Đúng rồi, đấy là người ta, thì anh em có mà anh em bảo là cái dùng chữ cái này dùng chữ tựa và thì nó hay như thế, mà tựa sơn, tựa sơn hay hơn là cuốn thạch đấy. Đây là còn chữ cuốn thạch nó như là cái đồ ăn đồ uống ấy. Đấy, mà dựa đấm không đúng à. Cái này là đẹp nha, đẹp ấy. Đấy, cái này tôi anh đưa vào đây đúng là thành công con lớn ở cái viên đá nó đấy. Là cái phông để in bóng cây du lên. Đấy, tôi tháo ra cho anh em xem nó khỏe rồi. Hôm nay tôi tháo cho anh em xem nhá. Hôm lúc anh em lại bảo tại sao lại bao vây bao viết này? Bởi vì nó là trách nhiệm người làm cây không? Muốn cho khỏe mạnh thì phải chăm sóc nó tốt thì mình mới có cái đẹp được chứ. Nào anh quay sang bên này cái. Anh quay sang hướng này để lấy ánh sáng cái. Nữa. Rồi. Đấy. Anh cứ quay đi. Cái việc đấy anh làm sau, tôi quay xong anh làm. Anh đang làm này mất thời gian quá. Đấy, cái phía sau viên đá thì hay quá này. Nó như là một cái cột buồng. Như là một cái cột buồng, anh chọn được viên đá đẹp thế nhỉ. Tìm đâu được cái viên đá đẹp này không biết được. Tôi nói thật là anh... Ui giời, cái chỗ này nó mỏng, nó như cánh buồm. Ui giời, cái này như cái bút chứ. Tôi thì đặt tên là bút sân du. Bút gì? Bút sân du có nghĩa là... cái viên đá như cái bút, nhưng mà nó là cái núi, nhưng mà cái là cái du, gọi là bút sơn du của dưới đá cát lượng ấy. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, quá đẹp quá ơi, bút sơn du. Đấy, được, độc đáo đấy, không, cái viên đá đẹp, viên đá đẹp, viên đá đẹp. Viên này ém, ém cây gì vào cũng đẹp, chứ chưa nói cây du. Em cái gì vào đây? Đây là cũng phải nói luôn các bác là mấy anh em là đây là tôi phải khoan đấy, chứ không phải là thẳng này nó ép sát ở đâu. Nhấc ra tôi nói anh, nếu cây này á, mà dáng trực đẹp á, tôi còn có cái tên nữa là tả thanh thiên. Cái gì ạ? Tả thanh thiên. Tức là viết lên trời xanh. À, viết lên trời xanh đấy. Thì đấy là ý anh xin anh cũng gợi ý cho để những cái có ngôn từ cho nó thêm cái đẹp. Thì anh em xem nào thì chọn thì bảo tôi để tôi xăm vào đây bốn chữ. Anh ấy là một nhà nghệ thuật cao tay. Đẹp quá. Chuyên tạo dáng. Bao nhiêu tiền cái bức này anh? Cái này anh em có... anh lại báo giá bằng điện thoại à? Báo giá qua luôn thôi. Ông báo luôn. Vâng. Thôi đây rồi. Bây giờ anh chuyển một tác phẩm nữa để kết thúc cuốn này đi. Đấy, đẹp không? Ui dồi, đẹp thế sợ nhỉ. Vâng. Vâng, bây giờ trước khi kết thúc cuốn video số 5, chúng ta đến với một cây linh sam. Có phải dòng hạt gạo không anh nhỉ? Dạ, cái này là cây 86. Vâng. Xin chào các bạn nhé. Đến video cuối cùng thì cũng đưa một ả ra để khoe. Vâng. Đấy. Mà ả đây là ả. Một ả này thì nói chung là cũng đẹp thôi, xinh lắm. Đấy. Nói chung là chiều cao cân đối với người tỷ lệ đẹp. Đấy, thế nên là cũng đưa một ả ra gọi là để muốn là mời anh em là xem là uống nước trà đấy. Thế thì trước khi anh cho cái kích thước của cây bonsai thì anh cho kích thước cái vòng eo của cô cái. À, tôi hôm nay thước lại không ấy anh ạ. Vâng. Thế thì tay cô anh ôm eo. Anh cứ cho tay vào ôm eo để anh đoán ra bao nhiêu.
Cúng heo là phía dưới. Đấy, bao nhiêu? Đấy. Đấy là vòng vòng 2. Đây là vòng 2. Thế còn vòng 1 anh xong cái vòng 1. Ui giời, cô này cô cái vai đẹp này, vai đẹp nên ra là đấy là thôi để đấy vòng 1. Tiêu chuẩn quốc tế. Đấy, đẹp mà, cây này dáng đưa vào dáng đổ xà xuống tận dưới sát dưới mặt đất thì rất đẹp các bác. Vâng. Các bác mà anh em mà yêu cây nghệ thuật ví để cây này mà anh em nào có cái bể cá coi ấy. Bể cá coi mà có cái chỗ dòng nước nó chảy ấy. Thác nước chảy ấy, thì anh em đặt đấy ở cái đảo ấy thì nó không khác gì một cô ả Tam Tiên. Đấy thì nó hợp nhất. Rồi, quay đi quay hướng nào được, quay hết một vòng. Để xem phía sau cô gái này có ai nấu ở sau. Rồi. Được rồi. Thế là cũng dễ cũng luồn vào trong cái chân của bức tượng. Vâng, rất nhiều đất, thoải mái đất ở trong. Cô ơi bảo là mặc váy thì phải có cái chỗ để đút tiền. Mặc váy cũng phải có cái chỗ đút tiền nên ra là thôi thì cái chỗ đút tiền. Nhất trí. Thế bây giờ là đút vào đấy bao nhiêu tiền để bê về được? Cái này thì thực ra nói anh em mà bây giờ là cô này thì chắc là sinh thì đến bao nhiêu thì các anh em trông đấy rồi. Thế các anh em cả mến thì tùy anh em rút tiền thôi. Chứ còn để tôi cô này cô mặc cả khó lắm. Rồi. Đấy, nó có giá trị của nó đấy. Tức là cũng báo giá qua alo nhá. Thế thôi nhỉ? Nhá. Anh bê lên. Tôi bê anh các bác này. Anh đứng dậy để tôi xin anh kiểu ảnh. Anh bê đây. Anh bê đây, tôi chụp nhá. Vâng. Rồi, Đỗ xin chụp này. Từ từ để tôi đeo kính lại cho vuông lại nhá. Ờ đây rồi. Anh đeo lại kính. Giới thiệu xem là năm nay bao tuổi đi. Anh Vinh. Năm nay bao tuổi em hỏi luôn đấy. Nào. Rồi, xin chào. Nhìn đây nhá. Nào, Đỗ xin chụp này. Năm nay bao tuổi? Rồi, cảm ơn anh. Đã. Và Đỗ Sinh cũng xin khép lại chương trình giới thiệu giao lưu với anh Nguyễn Huynh ở cái cuốn video số 5. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Làm những cái chương trình nó mang tính chất là rất là tế nhị và rất vui. Cũng phần nào đem lại cái những cái phút giây rất sảng khoái cho anh em chúng ta. Và Đỗ Sinh xin chào, hẹn gặp lại ở những chương trình sau. 18 triệu chưa bán này. Cái bao nhiêu anh? Bao nhiêu? 18 triệu chưa bán đấy. Chính xác đấy. Hà Nội